Thi Nhung và Xuân Nam. Thân ái kính chào quý khán giả của VIETV. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam với các tin tức liên quan đến Việt Nam và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam là một bản tin cho biết Tổng thống Nam Hàn hứa sẽ chăm lo cho các cô dâu Việt Nam. Tổng thống Nam Hàn là Moon Jae-in nói rằng chính phủ Nam Hàn rất quan tâm và sẽ nỗ lực chăm lo hơn nữa cho đời sống của các phụ nữ Việt Nam lấy chồng sang Nam Hàn, qua đó giúp họ hội nhập dễ dàng hơn vào xã hội sở tại, góp phần tăng cường sự đa dạng văn hóa của Nam Hàn. Ông Moon đưa ra tuyên bố trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào hôm thứ Bảy ngày 8 tháng 7 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Hamburg của Đức Quốc. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật rằng ông Phúc đã đề nghị Nam Hàn tăng cường nhập cảng các sản phẩm Việt Nam như là nông lâm và hải sản, làm việc chặt chẽ với Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do Việt Hàn. Ông Moon cam kết sẽ yêu cầu các cơ quan liên quan vào quan hệ của Nam Hàn sớm thúc đẩy các đề nghị hợp tác của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Nam Hàn đạt 18.5 tỷ Mỹ Kim vào năm 2011, nhưng từ đó cho đến nay vẫn chưa vượt qua con số là 20 tỷ Mỹ Kim. Thưa quý vị, đã có hơn 20 lao động chết trên đường tới Đài Loan. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa xác định danh tính của 5 trong số hơn 20 người lao động bị chìm tàu tại Trung Cộng khi vượt biển sang Đài Loan. Nguồn tin cho hay nhóm người này đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Bình, những tỉnh chịu thiệt hại trực tiếp trong thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung do Formosa gây ra. Báo chí trong nước cho biết, nhóm này đóng khoảng 40 cho đến 50 triệu đồng mỗi người cho một người đàn ông ở tỉnh Bắc Giang, để người này đưa họ sang Đài Loan làm việc chui. Sau khi đến Trung Cộng vào ngày 31 tháng 3, nhóm người được đưa lên một con tàu để vượt biển sang Đài Loan. Tuy nhiên không may, tàu gặp nạn và bị chìm. 5 nạn nhân được xác định danh tính bao gồm Lê Đình Hiếu, Hồ Đức Tiến, Lưu Xuân Hoàng, Nguyễn Phúc Toàn và Đào Sĩ Hùng. VOA vào hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 7 dẫn lời một người thợ lặn giấu tên ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, kể từ sau thảm họa môi trường, rất nhiều ngư dân đã phải bỏ sang Đài Loan làm việc. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì Việt Nam và Hoa Kỳ họp về nhận công dân bị trục xuất. Hoa Kỳ và Việt Nam có buổi họp đầu tiên ở Hà Nội vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 7 liên quan đến vấn đề nhận trở lại công dân Việt Nam, một trong những cam kết đã đưa ra trong bản tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ hồi cuối tháng 5 vừa qua. Thông cáo báo chí của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đưa ra vào hôm thứ Sáu cho hay, buổi họp do nhóm làm việc song phương và được Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thiết lập. Theo thông cáo này, Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ. Đại diện Hoa Kỳ có Bộ Nội an và Bộ Ngoại giao. Trong bản tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết Việt Nam sẽ làm việc tích cực với phía Hoa Kỳ để sớm nhận lại những người Việt Nam bị buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ lần cuối dựa trên Hiệp định Việt Nam và Hoa Kỳ về nhận trở lại công dân vào năm 2008. Một tù nhân gốc Việt đã tự tử tại Oklahoma. Một tù nhân gốc Việt vừa qua đời vào chiều ngày thứ Tư ngày 5 tháng 7 tại nhà tù ở quận hạt Oklahoma. Cảnh sát cho hay ông Nhan Thanh Nguyễn, 46 tuổi, cư dân tại Oklahoma City, được tìm thấy treo cổ chết trong buồng giam khi hai tù nhân cùng buồng không có mặt. Đây là vụ tử vong thứ bảy của tù nhân tại nhà tù quận hạt Oklahoma chỉ trong vòng năm nay. Ông Nguyễn bị truy tố năm 2004 về tội nổ súng với chủ ý giết người và tấn công bằng một vũ khí chết người trong một cuộc đụng độ bên ngoài một nhà hàng Á Đông tại Oklahoma City. Theo News OK, nạn nhân sống sót sau cuộc tấn công bằng súng và dao rửa. Còn ông Nguyễn đã bỏ trốn trong hơn 12 năm và cuối cùng bị bắt vào hồi tháng 11 năm ngoái. Hôm thứ Hai vừa qua, ông nhận tội trước tòa để đổi lấy bản án 10 năm tù và 10 năm quản chế. Ông cũng đối diện với nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam sau khi ra tù. Nhà chức trách đang điều tra vụ tử vong của người đàn ông gốc Việt này. Trong khi đó, thì Hà Nội tiếp tục muốn kiểm soát báo chí. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi tăng cường kiểm soát báo chí, xử phạt nghiêm khắc những phóng viên, tham nhũng cũng như là vụ Yên Bái mới đây. Ông Phúc đưa ra lời kêu gọi này sau khi nhà báo Lê Duy Phong của Báo Giáo dục Gia đình bị bắt để điều tra
vì tội nhận hối lộ, trong khi đang thực hiện loạt bài vì cơ ngơi của các quan chức đứng đầu chính quyền và công an của tỉnh Yên Bái. Vẫn theo lời ông Phúc, thì người làm báo cần tránh viết những tin liên quan đến tài sản hay là hành vi tiêu cực của lãnh đạo địa phương, vì đó là hành động nguy hiểm. Sau khi nhà báo Lê Duy Phong bị bắt và bị thu hồi thẻ nhà báo, dư luận trên mạng nói rằng nhà báo này không vòi tiền, cũng không nhận tiền hối lộ, mà chính là bị gài bẫy vì những động chạm đến người có chức có quyền. Có ý kiến cho rằng Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra một vùng cấm mà báo chí trong nước không được phép phê phán tới, đó là tài sản của các quan chức cao cấp. Việt Nam kiểm tra đất quốc phòng trên cả nước. Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam sẽ cử người đến các địa phương để kiểm tra việc sử dụng đất quốc phòng. Mục tiêu là không để xảy ra sai phạm. Thứ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho hay như vậy vào hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 7 khi trả lời báo chí về vấn đề quân đội tham gia làm kinh tế. Ông Vịnh thừa nhận một số khu đất đang được quân đội sử dụng không đúng mục đích. Ông cho biết trong thời gian vừa qua, quân đội đã kiểm tra và xử phạt rất nghiêm những sai phạm về đất đai. Ông Vịnh tiết lộ, chỉ trong ít ngày tới, Bộ Quốc phòng sẽ trực tiếp đến các địa phương để kiểm tra. Khi được hỏi về các khu đất của phi trường Miếu Môn và phi trường Tân Sơn Nhất, ông Vịnh nói rằng, theo chính sách cách đây hơn 10 năm thì quân đội có thể làm kinh tế. Tuy nhiên, sau vụ sân golf tại Sài Gòn với những công trình như khách sạn, nhà hàng và trường dạy đánh golf, ông Vịnh cho rằng việc kinh doanh của quân đội phải rất chừng mực. Việt Nam có thể mất thị trường tôm trị giá là 800 triệu Mỹ Kim. Nếu như công ty xuất cảng tôm của Việt Nam không thay đổi cách hoạt động, Việt Nam có nguy cơ đánh mất nhiều thị trường tôm trị giá lên đến 800 triệu Mỹ Kim. Đó là cảnh cáo của ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam đưa ra trong một hội nghị về tôm xuất cảng đã tổ chức ở Sài Gòn vào ngày 5 tháng 7. Ông Đông cho biết, tôm xuất cảng của Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn do hàng rào kỹ thuật về bệnh dịch và tồn dư kháng sinh. Vừa qua, 6 thị trường như là Úc Quốc, Nam Hàn, Ả Rập Saudi, Trung Cộng, Brazil và Mexico đã yêu cầu các lô hàng của Việt Nam phải xuất phát từ những cơ sở an toàn đối với dịch bệnh. Nếu không, từng lô hàng sẽ phải có những chứng nhận sạch bệnh đối với tôm chưa nấu chín. Những thị trường này chiếm hơn 25% tổng sản lượng tôm xuất cảng của Việt Nam, tương đương hơn 800 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Được biết là hội nghị mời gần 40 công ty nhưng chỉ có 3 công ty tham dự. Thưa quý vị, đã có 48 y tá và bác sĩ ở Đà Nẵng xin nghỉ. Hàng loạt nhân viên y tế, bao gồm cả y tá và bác sĩ thuộc quyền quản trị của Sở Y tế Đà Nẵng xin nghỉ việc để đi làm cho các bệnh viện tư. Trong phiên họp của Hội đồng thành phố Đà Nẵng vào hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 7, Giám đốc Sở Y tế bà Ngô Thị Kim Yến cho biết, từ khi thành phố cho phép một số bệnh viện tư được phép thành lập cho đến nay, Sở đã mất 48 viên chức y tế, trong đó có 23 bác sĩ. Con số này vẫn khiêm tốn vì Đà Nẵng hiện có hơn 1.000 bác sĩ, tỷ lệ giường bệnh là 67 giường bệnh trên 10.000 dân. Tuy nhiên, các giới chức tỏ ra lo ngại trong bối cảnh Đà Nẵng có tới 7 bệnh viện tư nhân, trong khi chỉ có 5 bệnh viện của các bộ ngành. Số phòng khám đa khoa của thành phố là 20 phòng, trong khi có tới 600 phòng mạch tư. Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ còn lo ngại về hiện tượng những bác sĩ giỏi đang rời bỏ bệnh viện công và đi làm cho các bệnh viện tư. Bản tin Việt Nam tiếp theo cho hay 19 trâu chọi Đồ Sơn không có chất kích thích. 19 trong 31 con trâu chọi ở Đồ Sơn vừa được xét nghiệm âm tính với chất kích thích hoặc là thuốc tăng lực. Riêng con trâu hút chết chủ nhân chưa có kết quả xét nghiệm. Vào hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 7, một giới chức của Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết kiểm tra cuộc kiểm nghiệm trâu chọi trong lễ hội Đồ Sơn năm 2017. Giới chức này cho biết mẫu xét nghiệm của trâu số 18 đang chờ kết quả xét nghiệm từ Bộ Công an. Được biết, trong số 31 con trâu chọi để thi đấu vòng loại, chỉ có 19 con được lấy mẫu nước tiểu và máu, do số còn lại thua trận đã bị giết thịt gần hết. Ngoài ra, một số chủ trâu không cho lấy mẫu, viện lý do là tâm linh. Trước đó, vào sáng ngày 1 tháng 7, lễ hội chọi trâu tại Đồ Sơn khai mạc với các trận đấu vòng loại. Đến trận thứ 14, con trâu số 18 đã hút chủ nhân là ông Đinh Xuân Hướng ngay trong sân đấu. Ông Hướng tử vong tại bệnh viện. Thành phố Hải Phòng đã đình chỉ lễ hội và ra lệnh xét nghiệm chất kích thích với các con trâu chọi. Bán hàng trên Facebook phải nộp 5 loại thuế.
Cục thuế ở Sài Gòn vừa thông báo các loại thuế mà người bán hàng qua các hệ thống thương mại điện tử phải đóng. Theo đó, những người có doanh thu từ hàng hóa hoặc dịch vụ trên 100 triệu đồng một năm trong mọi hình thức kinh doanh, kể cả kinh doanh qua mạng, có nghĩa vụ phải ghi danh và đóng thuế. Các loại thuế và lệ phí phải nộp bao gồm lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Cụ thể, người bán hàng nộp 1% thuế giá trị gia tăng, 0,5% thuế thu nhập cá nhân. Người cung cấp dịch vụ nộp thuế giá trị gia tăng tới 5% và thuế thu nhập là 2%. Người kinh doanh vận tải phải nộp thuế giá trị gia tăng 3% và thuế thu nhập 1,5%. Lệ phí môn bài thì dao động theo mức thu nhập. Người có doanh thu tới 300 triệu đồng một năm nộp 300.000 đồng cho một năm. Và người có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm nộp 1 triệu đồng một năm. Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Việt Nam của hệ thống truyền hình VIETV. Xuân Nam và Thi Nhung kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.